Thế gian này nhiều chuyện mà nói hoài, nói nhiều không bằng không có nói. Hãy chúng anh khi họ không có nghe rồi, lỗ tai bị điếc về, con có nói ngàn lời, triệu lời, tỷ lời, lúc họ không có nghe. Còn những người mà có chánh kiến, có một cái kiến thức căn bản, không cần nói ta cũng nghe. Chứ cần sư phụ xuất hiện thì là họ đã phải quay đầu với cha mẹ rồi. Tự vì họ ở vào cái thời đại quá văn minh thành ra quá ngu xuẩn. Họ cứ nghĩ ở trong trường dạy ba cái Cát Mác Lênin là giỏi, họ cứ học cái đó riết, học mà học ngu, mà họ cứ nghĩ là học khôn. Học khôn không có như vậy. Học khôn của đất nước đâu có nở 100 năm đi thụt lùi lại. Cái thằng Nam Hàn hồi xưa nó thua nước mình biết bao xa, bây giờ vào nước mình rồi giờ nó coi lao động Hàn Quốc là giống như hàng thấp kém bên nước đó. Xưa nước mình là hòn ngọc Viễn Đông, bây giờ gọi là hòn đá Viễn Đông. Không, từ hòn ngọc thành hòn đá, đúng không? Thì ăn thua ở trên thôi, trên khôn thì dưới ngoan, trên quậy thì dưới quọ, dưới quạng. Nên sư phụ mới tốn hơi tốn sức, mới khổ với cái nước Việt. Nhưng mà chỉ có kiếp này nó là xong, thôi về trời. Sau khi Đức Thầy xuất hiện rồi, Thiên Tâm bắt đầu, họ Thiên bắt đầu có rễ, có mầm rồi, nảy mầm, nảy giống. Cái mùa này mới thu hoạch nó hơi yếu, xả hơn vụ mùa đi. Tại vì 5 loại mà cứng đầu á, khó nói chuyện lắm. Cho họ đi theo mấy tour, mấy gió thoảng, thì lúc đó họ mới hiểu. Cô chỉ nhận lệnh của cha xuống trần, làm những việc cùng với các chư vị đó rất là đông em, khoảng mình sư phụ nhất cũng 5-6 nghìn người Phật Thánh Tiên, đồng thời rất là nhiều tiên chúng ở cõi Thị Cung cũng lên đầu thai ở màn này, ở cõi tất cả các tầng trời từ thấp tới tầng trời cao cũng xuống đầu thai làm người, mang thân người. Nhưng mà khi mình mang thân người đó, đa số là 95% họ không có nhớ, không biết. Nhưng mà trong cái tập khí, trong cái lại gia thức, cái thường người đời gọi là sixth sense là giác quan thứ 6, nhạy cảm, thì nhắc lại, khơi lại. Thì những người đó chỉ cần nghe sư phụ 1-2 cái clip, 2-3 lời nói thôi, họ có nhận thức, họ biết. Nhưng mà ở cái thời đại tận thế này, cha rất là từ bi, mở cổng cho địa ngục đi lên, cho quỷ dương cũng xuống thế để mà đầu thai làm thân người. Để cho họ có một cái cơ hội, là vì họ cũng là con của Thượng Đế. Họ không họ phân bì, họ nói sao cho mấy người kia thi mà không cho họ thi, lập công để mà họ được tiến hóa, thăng cao hơn, đại khái. hèn chi Hằng Nga sáng mắt hay là Phật đệ tử dễ thương. Thì lúc đó ở mấy cái loài thú á, hôm nay họ cũng đầu thai làm người rất là đông, thú dĩ nhiên đông hơn người, rồi quỷ cũng đông hơn nữa. Từ đó khi mình ra đường á, tại sao thời đại này á, con người mất nhân tính nhiều, không có nhân lễ nghĩa chí tính nhiều, họ không biết gì tôn ti trật tự hết, rồi họ cứ hơn thua chút xíu cũng hơn thua, dành chỗ đầu xe thôi cũng lấy súng bắn nhau. Nhiều chuyện vui, rồi hơn nhau có một chút xíu, trái ớt củ tỏi công hành mà cũng có thể quýnh lộn nhau nữa. Họ không có biết nhường nhịn nhau. Đó là những cái tâm tâm thú, họ chưa có nhuần nhuyễn. Thì đây là do lòng từ bi của các chư Phật cha cho họ có một cái cơ hội để mà không có nói ồ sao lại không cho họ lên làm người. Họ cũng mặc đồ vest ngon lành, vẫn đẹp trai đẹp gái, nhưng mà tâm thì tâm tà. Ủa, cái đèn này nó có chớp xanh không sư phụ? Cái đèn của con còn đây nữa. Dạ có sư phụ, dạ con thấy rồi. Dạ có sư phụ. Màu, dạ màu xanh nó đang đi cô dạ. Này đang đèn có lý. Dạ sư phụ, nếu mà những chúng sanh á, mà thú họ đầu thai lên thì 3.000 năm sau á, thì làm sao mà thế giới của mình nó có những cái con người mà có nhiều thiện lành, tại vì họ từ ở dưới thú họ lên á. Nên nhớ luật thế gian cũng như luật cõi trời chỉ cho một lần cơ hội. Sư phụ là người cuối cùng đưa lên tiếng nói để sau này họ đừng có trách là trời Phật vô tình. Thì cho nên sư phụ thường nói địa ngục cũng đóng cửa. Tất cả họ cũng chở vô một cái giường sở thú, trong đó có rất là nhiều vị thầy giả mạo ma quỷ, rồi họ sẽ ở vào ở đó một cái thời đại mấy nghìn năm, là vì cái tâm tánh của họ sẽ không có thích ứng với thời đại Di Lạc, với thời đại vàng kim. Ở trên trời song song hiện bây giờ những thai nhi đang mang bầu thai ra đời á, là con của Ngọc Bích thì sẽ chuẩn bị sẽ thành lập lại một cái xã hội thừa thiên đàng của hạ giới. Thì những người đó sau này khác hơn những cái người của ngày hôm nay năm 2000 này. Những cái người của những cái thời xưa họ sẽ ăn hiền ở lành và biết tôn ti trật tự và không có hơn thua tranh đấu với nhau. Còn có những cái người mà hôm nay mình đã gặp nhiều ở ngoài đường, hay là có thể là anh em trong mình trong nhà đó, thì những người đó họ bao nhiêu từ lúc họ mới sanh ra đời cùng anh em với con, cùng những người thân của con, bạn bè của con, rồi hôm nay họ vẫn lì lợm cứng đầu là vì họ vô minh. Thì họ cũng trở lại cái tánh làm thú cũng như từ trước khi họ mang thân người. Vì đây là cái cơ hội mà Thượng Đế dịch các chư Phật cho họ một cái thời kỳ mạt pháp để mà lập công. Còn họ có, nhưng mà mình không có nói hết nha. Có một số á, nó biết quay đầu, nhưng mà một số lại không biết. Thì cái số mà mình đang nói là cái số vẫn không biết, thì họ trở lại, họ làm thú trở lại. Còn trong tương lai cái xã hội này nó không còn cái bất công nữa, tức là không còn các Marx Lenin nữa, thì cộng lại những chư thiên ở trên trời xuống thế gian để mà mang thân người chịu khổ nắng mưa gió lạnh, ái ố hỉ nộ, trách nhiệm con cái gia đình, thì họ sẽ được thăng tiến hơn. Đây là cơ hội cho những vị cõi trời đầu thai xuống mang thân người để mà thăng tiến cái thần hồn cao hơn. Còn những cái người mà không có đậu kỳ này gọi là rớt á, thì họ sẽ đi vào một cái đầu thai làm thú nhiều. Mấy người tham lam thời nay nè, ăn tiền của đằng Na thí chủ 1 đồng á, trả lại gấp vạn lần á. Rồi tham nhũng, tiền không phải của mình mà lấy làm của riêng của mình, thì sẽ mang nhiều chứng bệnh tật lạ, rồi sẽ chết, cả con cháu cũng không có được hưởng. Luật nhân quả rất là rõ ràng, đâu ra đó. Không ai làm gì á, cả Đức Phật hồi xưa á, Đức Phật Thích Ca có thần thông á, mà Ngài cũng phải bị nhức đầu khi họ một tiền kiếp Ngài gõ đầu với con cá. Đó là bằng chứng để mình biết là luật nhân quả không bỏ sót bất cứ một việc nhỏ hay một việc lớn. Cả ngày hôm nay mấy con khởi tâm để mà đi về trời với sư phụ, với cha, với mẹ thời chót. Một cái hành động làm nhỏ của con hôm nay độ được những người xung quanh, thì về trển cái công đức nó lớn hơn, cao hơn. Rồi có những người sống rất là khổ, nhiều khi không có tiền bạc còn mang bệnh tật trong người nữa, thấp hèn, nhưng mà tâm hồn lại cao thượng, thì những người đó mới là đáng quý. Khi về trời những người đó lại nhiều công đức hơn nữa. Bởi vì cái thế gian này một người tỷ phú, giàu nhất thế giới, giàu nhì thế giới, giàu ba thế giới, cho cái loại hàng giàu nhất luôn đi, cuối cùng chết, cái thần hồn sẽ lãnh được hậu quả những cái thưởng và những cái phạt do cái xác phàm gây ra. Đó là cái tổng kết của một cuộc hành trình của một đời người vô thường. Nhưng mà khi họ có tiền thì họ mạnh khỏe, thì họ có nghĩ dùng tiền để mua thuốc uống hay là có những cái service cao siêu. Có những người tỷ phú đến khi mà mang chứng bệnh ung thư thì cả những người thợ hớt tóc mà làm cho bả cũng bị thất nghiệp đó. Chú hồ chi á, nhà rộng nhà đẹp cũng không có được ở, chỉ nằm trong giường bệnh ở trong nhà thương, có cái giường nhỏ xíu. Tủ quần éo thì đầy hết đồ sang ông bộ chừng 50.000 đô, cũng đâu có mặc được, chỉ có mặc có miếng vải cái cột thôi hả. Còn xe cộ máy bay rồi thì cũng đâu có đi được, cũng ngồi xe lăn đẩy. Đó là những người hiện tại luôn đó, rất là đông trong nhà thương nè, nhiều lắm. Ngứa mũi thôi à, là chi. Nhưng mà cái nó khác nhau á, là khi chúng ta còn đi đứng được, sức khỏe còn tốt, chúng ta còn ngồi 1 tiếng 30 phút đọc kinh lại sám hối mỗi ngày cha mẹ, thì đó là một cái đầu tư rất là quan trọng trong cuộc đời chúng ta. Và cái đó cũng là một cái thu hoạch rất là cực kỳ lớn, để chúng ta mang những cái đó về trời xài. Cũng giống như mình đi làm ngày được 200 đô, còn mình đọc kinh có 1,5 tiếng thôi, một ngày được thưởng 2 cục hột xoàn bự khổng lồ vậy đó. Công đức là vậy, thì về trời chỉ xài bằng công đức. Còn 200 đô mình đi làm một ngày chỉ xài thế gian thôi, con xài giỏi lắm là 30 đô, còn 170 đô nó cũng bay gió thoảng bay mất rồi. Nhưng mà đọc kinh 1,5 tiếng vậy á, mà nhiều là chắc cứu nhiều, không có mất. Nguyên luôn, bỏ ống đó là chắc ăn nhất. Rồi khi lên trên đó chúng ta sống hàng tỷ năm trở, chúng ta không có trở về quả địa cầu này nữa. Cái quả địa cầu này á, rất là những vị chuyển luân thánh dương, những vị minh sư, họ đã lên suốt và họ biết cõi trời, biết cõi người, cũng giống như Phụ vậy đó. Thì cái quả địa cầu này á, nó y như cái nhà tù, giống như khám chí hòa vậy đó, y như khám chí hòa. Ở trong đó rất là thiếu thốn và rất là thiếu tiện nghi. Mình giờ đi đâu á cũng phải đi bằng xe, trên kia mình chỉ cần nghĩ tới đâu thần thông của mình bay tới đó. Mình muốn ăn gì mình nghĩ nghe nó hiện ra trước mặt mình. Ở cõi trời cực kỳ sung sướng, cõi thế gian cực kỳ khổ ải. Nhưng mà nó cũng giống như những nhà Hollywood giàu có, tỷ phú. Họ có những cái nhà villa, biệt thự lộng lẫy cực kỳ lớn ở khắp tất cả trên thế giới. Có nhiều lúc 3-4 năm họ chưa đặt chân tới đó, nhưng mà lúc nào cũng có người dọn dẹp sạch sẽ sẵn cho họ. Lúc họ tới có 1 tiếng trong vòng 3 năm thôi. Những cái biệt thự lớn thì họ biết, những chiếc du thuyền khổng lồ, đủ hết, máy bay riêng rồi nữa. Nhưng mà cái thời gian họ đâu có đâu. Còn ngược lại, có những cái người sống ở thế gian, bữa nay ăn không biết ngày mai mình ăn cái gì. Nhiều lúc nghèo quá đó, cũng quên đường về, tức là quên đường đi về thiên đàng. Còn những cái người mà già quá như vậy á, họ cũng quên luôn. Cả hai rất là khó. Cho nên mình ở cái dạng trung dung thì dễ nhất là đừng có mong cầu. Thấy ai giàu á, đừng có nghĩ là họ sướng. Giàu là chưa chắc là sướng. Giàu á, họ đều có khổ tâm của cái giàu của họ. Họ khổ tâm là họ phải lo giữ tiền nè nghe, rồi lo thị trường chứng khoán của họ bị giảm mất nữa nghe, rồi chưa tính nữa. Nếu mà họ hên á, họ bình thường á, họ mà đi khám bác sĩ ra cầm tờ giấy là bác sĩ nói trong vòng 6 tháng là ung thư cấp độ 3, cấp độ 4 là xong, cái mặt nó sẹo. Đó là mình nói những quốc gia tự do. Còn những quốc gia như Việt Nam vậy, lâu cái con tờ giấy của bác Trọng gửi về cái đốt tuổi cái là mặt méo rồi, phải không? Rồi tối giờ văn phòng hãy gồng dây thắt cổ giống như mấy ông gì bữa giờ nhiều lắm. Chứ còn nếu mà không thắt cổ thì tài sản cũng bị lấy, thì những cái người xung quanh bị liên lụy, con của mình bị mất tương lai nữa, phải không? Hy sinh đời cha củng cố đời con, nhưng mà họ quên cũng sẽ không có củng cố được. Chỉ có cái thiện lành, chỉ có cái làm đúng mới là củng cố, chứ không phải tự tử là củng cố đời con. Nhìn thấy mấy người Việt Nam giờ nhiều tự tử lắm, thì là tức cười á. Nhớ cho Hộ thấy thế gian này giống như trò hề buồn cười á. Hộ cũng là người đang đóng phim của thế gian, phải không? Đang đóng kịch cho thế gian. Hộ là người thiệt, tất cả họ là người ảo, quá trời ảo. Nhưng mà họ nghĩ là họ thiệt, còn Hộ là ảo, không có. Ai ảo ai thiệt sẽ chờ xem. Vàng tức là vàng, than tức là than. Hộ vàng thiệt á. Lửa mà càng đốt chừng nào vàng càng sáng chừng đó. Dư luận viên nó chửi nhiều chừng nào nữa, tức là nó chỉ ra cái thế yếu của nó. Trên đời này á, bất cứ việc nhỏ việc lớn, người đời chỉ có thể gạt lẫn nhau, giống như kim nằm trong cái gói vậy, không có thể tránh khỏi với mắt của thánh. Hôm nay anh Tập cũng giả bộ muốn làm giáo chủ của chào Á địa cầu, đứng ra xử lý Nga với Ukraine, đó không? Rồi cái anh Uẩn thì mỗi ngày chết đói mấy chục nghìn người, không là có gì đang mà hù dọ. Ở đó là chỉ hù dọ thôi chứ làm gì ai. Còn anh Tập cũng chỉ là dọ hù thôi, Chứ giờ ba cái đồ vàng, đồ mẻ, đồ của Nga Xô, đồ mũ á, quýnh mà không lại nữa, thì không gì đồ vàng mẻ của Trung Cộng. Vũ khí của Nga mạnh hơn mà đánh mà không lại, hay là làm gì vũ khí của Trung Quốc mà làm gì được thế giới. Cho nên tất cả là trò cười, mưu mô tính cao nhưng mà sức thì không có, bề trên thì không cho, nghịch thiên mà sao được. Cho nên là tất cả cuối cùng rồi á, cái thể chế Cát Mác Lênin cũng giống như trong mắt sư phụ, cũng giống như xây cát giả tràng vậy đó, yên nhị vậy đó. Với trong Việt Nam mình có gì ta, con Thạch Xanh, Lý Thông Thạch Xanh, con gì, con cá kè ha, chắc lưỡi ha, hỡi như Cát Mác Lênin giống như chắc kè, tiếc quá. Bữa nay ngồi bài xong rồi nói chuyện bu vơ, không, mình nói chuyện bu vơ. Thì họ là xây cát giả vàng. Trên thế giới này chưa bao giờ có một cái thế lực mới cách đây không đầy 5 năm xưng ta sẽ là chiếm hoàn cầu, đường tơ lụa hu quê khắp Âu Châu, rồi chất xám thì tủ bên Úc, rồi đặt mấy cái khổng tử đầy hết cái trường đại học bên Mỹ, đặt luôn mấy cái phòng cảnh sát ở bên Mỹ, rồi làm như là coi như ta là chủ hoàn cầu vậy. Mà không đầy 5 năm sau nó xẹp như cái bong bóng bị xì hơi vậy đó, thấy tức cười không? Bây giờ ở bển á, Trung Cộng á, là dân đang nổi loạn, đang đói, làm sao mà làm chủ thế giới được. Nghĩa là ở nhà mà trừ khi là mình đói quá mình đi cướp người ta thì được, mà cướp có được không là chuyện khác. Chứ còn nhà mình thì đói tan quan mà lại đợi rồi làm chủ thế giới để làm anh cả dạy đời ta, chuyện hơi vô lý á. Thấy nó thiệt là nó nghịch đời. Trừ khi mấy thằng dân chơi hôm lét nó ngủ ở ngoài gầm cầu á, thì nó muốn đi vô mấy cái nhà lầu nó cướp mấy nhà giàu, thì cũng y như là giữa cái khối cộng sản với cái khối tự do NATO vậy đó. Người ta nhà giàu, mình là homeless mà đòi đi làm chủ người ta, thấy là Phật, thấy là nghịch thiên không? Không, mình nói không phải mình bạc sát hay là mình làm ai quê quá không, mà mình là thật đó, thật thì nó có những sự thật rất là phủ phàng. Chúng sanh nó vô mình không có chịu thức tỉnh. Thức tỉnh là gì? Với ợt quay về hướng Đông Bắc, xin lỗi cha mẹ, xin lỗi Phật, con vô minh từ vô thủy cho tới hôm nay nhờ Thái tử mang sát phàm xuống trần, nhận lệnh của cha, truyền những lời chỉ dạy quý báu của cha để mà cho chúng con sáng mắt, chúng con sẽ không còn nghịch thiên nữa. Hôm nay chúng con 4 triệu đảng viên từ nay sẽ nghe lời Thái tử, sẽ thượng thiên để được bảo toàn tài sản và con cái tương lai, và đưa nước Việt phục hồi đoàn kết. Anh em ruột thừa bây giờ trở thành ruột non, đoàn kết lẫn nhau, yêu thương hỗ trợ lẫn nhau, không còn đặt những cái chi bộ khắp hải ngoại để mà phá rối cộng đồng, để cho làm sức mạnh tiếng nói cộng đồng yếu đi. Chúng con sẽ không có xài những cái hàng vô dụng như là gì ta, Nguyễn Duy Hùng, Hoàng Duy Hùng. Chúng con sẽ không có xài những thằng vô dụng như Phố Vô Sa nữa. Mấy thằng cộng sản nằm vùng này nó chẳng có làm gì hết, chỉ là phá rối cộng đồng, đại khái phải không? Lập lên cái sớ rồi quay về hướng Đông Bắc. À, con Võ Văn Thưởng hôm nay xin làm học theo gương của ngài Gorbachev của Nga, tuyên bố xóa bỏ hệ thống đảng của nước Việt và bầu cử tự do. Thí dụ mình nói như vậy đó là coi như xong, cả dòng họ, cả gia đình, tài sản được bảo toàn. rồi mọi người vui vẻ, chứ đâu có cái chuyện mà tối ngày đấu đá. Rồi cái bữa nay thủ tướng Úc đi qua Việt Nam, còn hôm nay mà cờ tàn mà còn đẩy xe, làm mấy chuyện nghịch đời cười. Mình nói không phải là chống cộng nghe mấy đại ca, mình chỉ nói lời thật việc thật. Mình nhìn thấy mấy đại ca gì đó giống như múa rối, không có biết chuyện gì sắp xảy ra cho mình, bao nhiêu nguy hiểm gian nan, bao nhiêu chuyện bi ai bi đát khổ ải sắp sửa xảy ra trên Biển Đông, trên nước Việt. Chiến tranh thì có nhiều người chết, Trung Cộng tưởng ở đồng minh hả, nó quay súng qua 180 độ nó bắn sập Bắc Hà Đế Kinh bây giờ. Rồi dân nó sẽ đói, không lo mà lo gì đâu không, thiệt là tức cười. Ok, tới giờ thôi, bữa nay dài là tâm sự, tính nói nhiều nhưng mà giờ phải đi làm chuyện.